Hello cả nhà, thì ngày hôm nay sau một thời gian mày mò học hỏi ở trên mạng thì chuẩn bị cho cái hồ thủy sinh thùng xốp thì Long sẽ trộn đất nền, tự làm đất nền. Thì nguyên liệu thì sau khi tìm hiểu thì thấy nó cũng đơn giản thôi. Gồm đất thì đất ruộng thì càng tốt, đất trong vườn. Anh chị phơi cho nó khô đi để cho nó chết những cái vi khuẩn đi. Sau đó thì anh chị chuẩn bị để trộn thì mình có thể là làm sạch cái đất của mình đi, những cái mà rác rồi những cái mà nó còn cái rễ cây vân vân nó tồn đọng trong đất thì anh chị làm sạch đi thôi. Cái thứ hai nữa là nguyên liệu nữa là mình dùng xỉ than. Các anh chị xử lý xỉ than mà anh chị dùng rồi thì càng tốt, còn không xỉ than mới thì các anh chị xử lý bằng cách các anh chị ngâm với muối và xanh methylen trong vòng từ 3 cho đến 5 ngày. Sau đó thì các anh chị đổ đi. Và các anh chị chỉ lấy những cái sau đó là các anh chị lọc xỉ than lấy những cái phần cứng thôi, còn những cái phần mềm mủn thì anh chị bỏ đi đó. Và cái thứ ba nữa là chúng ta sẽ dùng phân của chuồn quế đó. Thì phân của chuồn quế là cái chất dinh dưỡng rất tốt, cái thứ hai nó cũng là hữu cơ, nó hơn cái phân NPK rất là nhiều. Nếu như mà mình sử dụng phân NPK thì các anh chị phải ngâm bể rất là lâu, hồ rất là lâu thì mới thả cá được. Còn lại nếu mà chúng ta dùng phân chuồn quế thì nó tốt hơn, nó thuộc dạng hữu cơ, nó tốt hơn thì mình có thể dùng được ngay, không giống như NPK. Thế thì cái phân chuồn quế này thì nó cũng rẻ thôi, nó từ 20 đến 25 nghìn 1 kg. Thì nó cũng khá là rẻ, ở đây Long mua 2 kg thì sau khi trộn xong thì mình chỉ trộn 1 kg là đã đủ rồi. Còn xỉ than thì đi xin, đất thì đất có sẵn. Đó, thì mình trộn lại với nhau là ok. Đó, và sau đó thì mình trộn nước và mình thêm một chút vi sinh vào đấy, vi sinh dạng bột đi anh chị. Có một số anh chị thì người ta mua những cái vi sinh của bên thủy sản hay cái gì đó, nhưng mà tiện nhà Long có veo vi sinh của vi veo ấy, bột thì Long trộn vào luôn. Và sau đó thì Long trộn nước. Thì với cái đất nền trộn này thì mình trộn nước thì anh chị đừng trộn nó quá sũng, mình trộn làm sao cho nó vừa đủ thôi, tức là giống như kiểu đánh vữa ấy. Các bác thợ thì có nói là vữa ngon vữa dẻo ấy. Đấy thì mình làm theo cái kiểu như thế, thì đừng trộn cho nó sũng nước, là mình chỉ cần chú ý cái điều đó thôi. Đấy, sau khi các anh chị trộn đều lên thì các anh chị cho nước, chỉ cần như vậy thôi. Và sau đó thì chúng ta sẽ ủ trong vòng từ 3 đến 5 ngày. Có những người người ta sẽ ủ từ 7 cho đến 10 ngày. Đó, thì cái mức độ ủ tốt nhất đó là trong vòng 7 ngày thì mình đã sử dụng được rồi. Thì ở đây Long ủ trong vòng 7 ngày. Ủ thì nói nó có vẻ khoa trương nhưng thực chế ra thì đơn giản lắm, anh chị chỉ cần lấy từ dưới bóng, sau đó là các anh chị phủ bên trên bịt cho nó lại là ok. Nếu như mà thời tiết nó ẩm ướt thì các anh chị không phải cần phủ thêm nước. Và nếu như thời tiết nó khô, nó nóng trên 39 40 độ thì thỉnh thoảng các anh chị kiểm tra 2 3 ngày, các anh chị kiểm tra, các anh chị xịt thêm cho nó ít nước để vi sinh trong đó thì nó có thể là sinh sôi, nó phát triển được là ok. Đó, đó là toàn bộ những cái thứ đơn giản nhất mà mình làm nó cốt nền. Đó, còn hơn là thực tế ra thì nếu như các anh chị chơi hồ ngoài trời ấy, thì nó dễ hơn là chơi hồ trong nhà. Hồ trong nhà thì các anh chị phải mua phân nền của Nhật, ví dụ như Gex, Akarama rồi vân vân. Nhưng mà đây thì mình chơi kiểu nông dân thôi, mình trộn đất nền trộn này cho nó ok. Đấy, có một số anh chị thì người ta cũng mua thêm cái bột đất sét để người ta về người ta trộn để cho đất nó dẻo hơn. Nhưng mà Long ở đây thì thôi, mình cứ chơi cây nhà lá vườn, có cái gì mình chơi cái đấy cho nó đơn giản. Thì trong cái quá trình mà sau này setup hồ thì Long cũng thấy rằng cái đất nền này nó khá ổn, nó khá mềm và cái phân của chuồn quế nó cũng tan hết trong cái đất này thì thấy cái tỷ lệ đất nó cũng khá ok. Còn sau này cái việc xử lý đất này thì cũng khá là đơn giản, khi mà các anh chị làm hồ thủy sinh ấy mà có đất cốt nền thì trong 3 ngày đầu tiên các anh chị châm nước thì các anh chị mỗi ngày các anh chị thay 70% nước, và trong 5 ngày tiếp theo thì các anh chị chỉ cần thay 30% nước thôi. Các anh chị dùng lọc cũng được mà không dùng máy lọc cũng được, cũng ok. Thì ở đây thì Long thích chơi máy lọc cho nó thêm ok hơn một tí. Máy lọc thì nó cũng công suất nó nhỏ thôi, nó cũng không có gì là lớn cả. Mình muốn có tí nước nó chảy cho nó thêm phần ok một tí thì mình chơi. Còn nếu mà các anh chị không cần lọc cũng được, các anh chị làm đất nền đổ sỏi lên trên cắm cây là ok rồi. Đó, thì đó là toàn bộ cái mà làm đất cốt nền, nó cũng rất là đơn giản để chia sẻ với anh chị em. Đó, thì chắc trong vòng tầm khoảng độ mấy ngày tới thì Long sẽ có một cái video về cái hồ thủy sinh mới setup để chia sẻ tới anh chị. Và sau đó là cái quy trình mà theo dõi cái cốt nền này nó có hiệu quả không với kênh.
Ok. Và cái thứ hai nữa, trong cái quá trình mà chia sẻ về coi thì mấy anh em cũng chia sẻ là khi mà anh chị em trồng dứa hay là trồng trầu bà trên chậu Paki chảy xuống thì có châm thêm C và khoáng thì thấy cây nó phát triển rất là tốt. Đó, thì các anh chị em có thể là nghiên cứu thêm, các anh chị em có thể thêm vitamin C cũng như cộng thêm cái khoáng để cho cái vừa cá khỏe vừa cây nó khỏe nữa anh chị nhé. Đó, thì rất vui khi anh chị quan tâm và xem video, anh chị hãy like ủng hộ kênh để Long ra nhiều video hơn nữa. Hẹn gặp lại anh chị ở những video lần sau. Rất là cảm ơn, chúc anh chị một ngày quốc khánh, bên gia đình và người thân nhiều niềm vui. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video lần sau.